Sáng sớm sửa son đi đâu, nếu không nói cay cay lên đầu. Tôi kiếm đồ nhau mình ơi, thôi đừng đó nói cho mình nghe. Bóp ông đâu? Bóp tôi đây. Ông đi nhậu thì tiền đưa tôi, để cho ông đúng 5k, để qua đò được rồi nha ông. Đi ăn nhậu cầm 5k, chúng nó biết chắc tôi đổi quần. Thôi vậy thì đừng đi nha. Ôi đi chớ sao ngu gì không. Sao không, nhớ sao không, anh sẽ về cùng đồ ăn ngon.